Cái này là chị sơn đến lúc nó gần keo á chị mới cho màu tự nhiên vô, chứ nếu mà để ngay từ đầu nó sẽ không đẹp. Màu này là lá cẩm nè, chị nấu từ lá cẩm. Rồi màu này là màu xanh của hoa đậu biếc nè. Cái hoa mà bên chị tự trồng rồi mình làm trà uống, mình bán hoa cho mọi người, rồi mình lấy mình làm màu luôn. Và màu xanh là trong mứt đó. Còn cái này là màu của hạt dành dành đây. Hạt dành dành nó cho ra màu vàng đó. Em nhìn cái hộp mứt đó là màu đó là hoàn toàn tự nhiên đó. Cái này là gấc nè, lá dứa nè. Còn màu xanh của hoa đậu biếc, màu hồng thì của thanh long, màu vàng ở chính giữa là màu của hạt dành dành. Chị làm cho khô luôn đúng không? Chị làm tới nó keo lại rồi chị mới cho màu vô. Và ở đây tụi chị chuẩn bị màu sẵn luôn. Là các cái chai màu ở phía trước đây là ví dụ xanh, vàng, tím, hồng là chị có rồi. Đây là chợ xanh tử tế nhá. Tất cả những cái hộp mứt ở trên bàn này đều được làm bằng màu tự nhiên hoàn toàn 100%. Mấy cái này là chị ở đây chị có 4 màu xanh, hồng, tím với vàng. Dạ. Có 4 màu xanh, hồng, tím, vàng. Cái nước màu nước sạch hoàn toàn là cái nước màu này là một trong cái nước hoàn toàn tự nhiên nên chúng ta có thể uống được nhé. Vâng, đây là ca sĩ họ uống này. Chúng ta chỉ cần vượt qua một cái việc thôi, thôi. Trả lời câu hỏi. Ha, trả lời câu hỏi đúng chứ mình có quà. Rồi, đây là nào? Con cái, con ngựa hay con? Con đấy. Con đó, con ngựa hay con? Con đó, con ngựa hay con? Mình thấy là nó quá tuyệt vời. Vừa trà uống, vừa đấy là hoa đậu biển, cái nước màu xanh xanh đó là hoa đậu biển mọi người ạ. Nó có tác dụng chống oxy hóa và chống mất ngủ cho mọi người. Bây giờ phải hỏi một câu hỏi rất đơn giản thôi. Câu hỏi đầu tiên của đội như sau. Ở đây thì mọi người đã chiết ra thành những cái lõi như thế này để có thể sử dụng. Với những cái màu như thế này thì chúng ta có thể sử dụng trong các cái thực phẩm khi mà chúng ta muốn đó. Có một cái màu vừa đẹp mà còn tự nhiên là màu tự nhiên an toàn nữa. Thế nên là mà nha và bằng nghĩa ta còn gọi là những ngôn từ, những danh từ với là những từ khác các bạn nhé. Rồi nữa hả, một câu hỏi nữa để bắt đầu chúng ta bước vào chương trình chính thức lần này nhá. Rồi ơi nữa đi nữa đi. Rồi câu hỏi tiếp theo câu hỏi cho các bạn sau. Rồi bây giờ các cô chú anh chị dành quyền trả lời cho em nha. Rồi bây giờ mấy anh chị thôi, cái này dành cho mấy cô và mấy chú trước đi. Rồi ai là bước thứ hai là trả lời câu hỏi này nha. Mấy là phụ nữ phải đi chợ, phải cái gì, phải mang gì đi phải đi chợ, làm sao mà nó khô được như vậy? Đó, mang gì? Nửa cả ơn cả nửa nó mặt trắng chứ. Trời ơi. Rồi bây giờ câu hỏi dành cho những người lúc nam rồi, người
người miền Nam mình thích ăn mềm mềm cho nên là em lấy cái dừa mà bào được á, coi như dừa này là dừa bào tới. Tẻ là cái từ đó. Giữ lâu với màu sẽ rất đẹp luôn, tại vì nó già đó là nó trắng mà nó ngắm màu đẹp đó. Đúng rồi, em làm dừa non màu. Dừa non mình cố gắng lắm luôn nó mới được như vậy đó.